ngồi xuống. Ngồi xuống, ai đứng? Ai đứng? Tôi bảo. Tôi bảo các em đứng lên. Tôi bảo. Các em quay qua phải. Rồi, đứng im đó. Đứng im. Ai quay qua phải? Ai đây? Ai quay phải bước ra đây. Qua phải bước. Từ giác bác tha các em ơi nha. Không nha, tôi bảo. Chú chưa nói chữ tôi bảo. Nhiều lắm. Bây giờ sẽ nháp không? Rồi, sẽ nháp làm lại nè. Cái game này là mình phải tập trung vô. Mình phải tỉnh táo lên. Bỏ áo vô quần luôn. Trong cuộc sống là mình không có tin ai hết. Ok chưa? Không có rồi. Tin con mẹ này. Chú. Ôi, ông ơi, chú. Rồi, lộn. Rồi nè. Tôi bảo các em đi một vòng tròn hướng bên phải. Đây, tôi bảo. Bảo gì? Tôi bảo các em dừng lại. Tôi bảo. Tôi bảo các em vỗ lưng cho bạn phía trước. Đã chưa? Tôi bảo. Quay ngược lại vỗ lưng cho bạn đằng sau. Ai quay ngược lại? Mời ra đây hát luôn. Nhanh lên nào, có người không bị nha. Ừ, dáng ơi. Lùi lại vô vòng tròn đi khỏi sát nháp. Ai vừa mới quay lưng lại ngồi xuống hết giúp chú nha. Ai vừa mới bị quay lưng lại thì ngồi xuống. Ai làm sai mình ngồi xuống đi nè. Ai làm đúng đứng yên. Rồi. Có thật không? Đúng chưa? Có đúng không? Trung thật nghe không? Ok. Đúng chưa? Không có ăn gian nha. Hả? My không có ăn gian nha My. Rồi. Ăn gian. Rồi. Còn lại những người này okay, quá tuyệt vời, thật sự quá tỉnh táo. Tôi bảo. Bảo gì? Tôi bảo, vỗ tay 2 cái. Vỗ tay 3 cái. Rồi. Ai vừa mới vỗ 3 cái, ngồi xuống luôn. Đúng chưa? Hãy thật là trung thực lên. Con có vỗ lần thứ hai không? Đúng có, chủ thấy nè. Camera quay thấy rồi. Tuyệt vời. Rồi, hả? Này, có mình. Kêu mình. Đi. Sai rồi, đàn rồi. Ăn gian quá hết trời. Cô chay nữa chứ. Cô đủ đi hút. Rồi. Hay quá, vậy là cũng còn vài người đúng không? Mọi người ơi, bây giờ là nhớ canh giúp em nha. Đây là gương mặt của chúng ta không thể tin được. Tôi tin chắc rằng là trong đây ít nhất là có một người sai. Tôi bảo, tự giả cho má mình một cái. Vá luôn. Tôi bảo, giả cho má mình 2 cái. Tôi bảo giả cho bụng mình 2 cái. Giả cho bụng mình 3 cái. Rồi, vậy mà vẫn dính. Em trai, anh nóng màu vàng nè. Đó, ngồi xuống luôn đi hông. Rồi, đó. Cái game kia thì rất là đỉnh nha. Tài, cái game kia là... Cái game này đứng hình là được nha. Để đó là... À, rồi, trung thực không vậy trời? Có trung thực không vậy? Xếp hàng. Cái mặt này nghi quá nè. Đeo khẩu trang để khỏi thấy đúng không? Rồi, thiệt không? Rồi, anh Hùng canh giùm em. Các bạn ơi, có ăn vàng dù. Dạ. Gia đình bảo ơi, về hỗ trợ quầy này nha. Rồi, ùn tắc giao thông quầy dạ, đáng quầy trà đáng sữa. Dạ rồi, trà sữa rồi. Vào trần cứ chơi bình thường. Không, trần cứ chơi bình thường các em ơi. Tội đồ. Chưa có trà sữa mà kêu trà sữa là mấy bé tưởng trà sữa. Các con cứ chơi bình thường. Quá trời là tội đồ. Hiện tại chưa có trà sữa nha. Rồi. Các bé vào chơi tiếp. Ai muốn uống 2 miếng có trà sữa uống nha. Em nào muốn uống thì rồi. Bây giờ cách tốt nhất để mình ai muốn uống trà sữa mọi người đăng ký nha. Rồi bắt xe từ các tỉnh xuống An Giang để mà nhận trà sữa uống nha mọi người. Ly trà sữa mình để dành. Từ để mà ok. Rồi bây giờ nè. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn vỗ tay 5 cái. Cảm ơn chị Ngọc Thị. 2, 3, 4, 5. Tôi bảo.
Tôi bảo quay lưng lại đằng sau. Tôi bảo. Bảo gì, bảo gì? Tôi bảo giơ tay lên trời. Mỏi chưa? Mỏi chưa ạ? À? Ai vừa mới trả lời tôi vậy ạ? À? Cho tôi hỏi ai vừa mới trả lời ạ? À? Tự giác ngồi xuống luôn đi, chứ tôi nghe hết rồi. Nha. Ở đây khó lắm. Bắt hết cho chú đi mấy đứa. Mình không lấy được phiếu thì người khác cũng không lấy được. Khó lắm. Bây giờ tại vì có các bé ngồi mà, rồi. Thôi đợi đây nè. Tôi bảo không, đang chơi mà từ từ mà đang vui mà. Tại vì có mấy bé ngồi, bé bé cũng chỉ la nữa. Bé bé đang bắt mà. Mấy bé hồi nãy ngồi, bé bé thấy cái bé. Rồi thôi đổi đi, bạn đổi đi. Rồi thôi bé đổi đi. Rồi, tôi bảo. Một hàng đứng vô, một hàng giùm chú nha. Một hàng đi, đứng. Rồi. Bé nào cũng có trà sữa đi uống hết. Vô một hàng giùm chú, vô một hàng giùm chú. Rồi, vô một hàng giùm chú. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn đang đứng quay lại. Em ở An Giang mà không đi được hả? Bận công việc. Quay lại, ai mà để tay xuống không được nha. Tại vì chú để tay xuống. Em. Khu trà sữa đâu, quay lại đây. 10 phút nữa này hay qua đó. Trời ơi, chưa chơi xong đây đã trà sữa cái gì? Tình cảm của chúng ta dành cho nhau mà chia cách tới đi trà sữa sao? Quay lại nào. Quay lại, ai quay lại đi chơi nhiệt tình nào. 5 phút sau mới trà sữa xong nhá. Chúng ta thật sự là như vậy. Bây giờ chưa có trà sữa. Hiện tại chưa có trà sữa. Tôi bảo giơ tay trên thì cánh tay còn lại lên luôn. Đúng rồi, giơ. Mỗi tay mỗi cả hai tay rất là đồng đều đúng không? Tôi bảo. Bảo gì? Bỏ tay xuống cho thoải mái. Ok. Rồi, mình bỏ tay xuống rồi thì mình ngồi xuống luôn. Đúng rồi, bỏ cái nào muốn bỏ tay xuống thì mình ngồi xuống luôn. Phát hiện ra mình chưa? Phát hiện ra mình sai chưa? Tay quá tay. Rồi. Tôi đang rụng chân, đang rụng. Tôi bảo. Bảo gì? Tôi bảo các bé bỏ tay xuống. Tôi bảo rồi. Cái này đâu phải bé đâu mà bỏ tay xuống luôn này, có bắt luôn. Rồi, ra đi luôn. Các bé mà ngồi xuống, mà ra giúp tôi. Ra luôn. Rồi. Ủa, rồi, tròn hai tay của mấy người thằng. Tôi bảo. Bảo gì? Tôi bảo. Ai chạy nhanh nhất lên đây có thưởng. 1, 2, 3, 4. À đây. Help me. Khoan. Rồi. Tôi ngồi chiến thắng rồi. Về. Tôi bảo. Bảo các bạn về vị trí cũ. Đúng rồi. Đây là Winner. Khoan. Hồi nãy cái luật hơi sai, tại vì có mấy bé mình thua mà mình vẫn chạy được. Không mấy tính. Bé nó khó. Ok. Chắc chứ anh. Một phiếu. Bây giờ các bé còn đang đứng vẫn còn chơi nha. Còn các bé ngồi thì mình đứng coi mình không. Rồi một phiếu. Rồi. Tôi bảo. Khoan nè, đừng thấy tôi không, đừng thấy tôi không để ý cho mình đứng lên hết đi nha. Ôi, tôi thấy cái đám này nè, cái nhóm này. Đây, hình như nhóm là lá này, để nó ngồi dưới hết rồi nè. Rồi cái này, bé này là có quà rồi nè. Vớ tổ rồi mọi người, rồi, đi lấy trà sữa hết rồi. Rồi. Qua lấy trà sữa hết rồi. Tôi bảo. Nhỏ à. Tôi bảo. Ngồi xuống. Rồi, ngồi luôn. Rồi. Bây giờ nè, chỉ áp dụng cho. Rồi, tôi bảo. Làm vòng tròn liên lại với nhau. Video mọi người. Rồi, vòng tròn liên lại. Em ơi, đứng lên hết. Có tôi bảo nha. Tròn có một cái tâm. Cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi sao? Để vòng tròn đừng méo đừng vuông, vòng tròn có một cái tròn lại cái ở giữa vòng tròn.
Rồi, đi các dòng tròn của mình xếp lại gần hơn nha. Xếp lại gần hơn cái dòng tròn. Đừng méo, đừng vô. Ok chưa? Rồi, xếp gọn lại, xếp gọn lại. Xếp hàng lại mọi người. Rồi. Ly trà sữa đã ra sân cách. Ai cũng có. Rồi, ở đây mình mỗi một phiếu là một ly nha, cho nên mình có thể mình tranh nha. Rồi, tôi bảo, tôi bảo. Đi trà sữa đã chia cách chúng. Tôi bảo. Các bạn, chúng ta nhảy một cái. Chết. Chết. Ai không chết nhảy? Chết ly nữa. À, tôi bảo các bạn nhảy hai cái. Một, hai. Tôi bảo các bạn nhảy ba cái. Chết em ly nữa. Hai, ba. Không nhảy, bé kia không nhảy, ngồi xuống. Tôi bảo các bạn nhảy 4 cái. 2, 3, 4. Tôi bảo các bạn nhảy 5 cái. Là đưa ly kia cho em. 6 cái. Rồi, ai nhảy là đúng luôn. Rồi, đúng rồi. Xếp hàng lại, tập trung, xếp hàng đứng lại luôn cả nhà ơi. Ngồi luôn. Lại lấy. Tôi bảo. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn mình khen người cái bên đẹp quá. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn khen tôi đẹp. Trời ơi, cảm ơn nha, không còn phải vậy đâu. Chú biết chú đẹp mà, cái con đường có phải khen chữ vậy. Cảm ơn các con. Đường nhảy như xe Honda vậy đi. Ok nè, chú biết chú đẹp là cảm ơn các con. Ủa công. Rồi, tôi bảo, tôi bảo. Bảo gì, bảo gì. Tới xin ly khác. Nhưng mà nhặt lên, qua, nhặt lên xong rồi tới xin ly khác. Hết phiếu á. Thì nói là con làm đổ rồi, con lỡ tay làm đổ rồi. Tới xin ly khác được đó. Rồi, không quay nữa mà. Ok, kiểm tra. Rồi. Tôi bảo. Tôi bảo các bạn chúng ta. Có phiếu không à? Đi về hữu quà. Rồi tôi bảo các bạn chạm tay lên mũi. Đứa nào chạm là đứa đó thua. Chạm tay lên tai. Tôi bảo. Bảo gì? Tôi bảo các bạn chê bạn Mi quá quậy. Ai mà chơi đi là tôi chơi đi. Lẹ lên, tôi bảo các bạn chê bạn Mi quá quậy. Quá quậy. Thôi, em ơi, tôi qua lấy trà sữa nghe không? Thôi, bà tội. Ờ, tôi uống cái tôm canh nè. Quá quậy, siêu quậy. Sữa. Rồi, mình có trà sữa uống rồi. Tôi bảo các bạn chúng ta uống đi anh, em cầm hai xíu cho. Ok, đây mọi người, mời mọi người uống trà sữa nhá. Đây trà sữa nhà làm hả? Tôi bảo các bạn chúng ta đây thiếu suy nghĩ. Kermin đang uống trà sữa để tiếp xúc. Nựng má người bên cạnh mình một cái. Nựng nghe tụi mới yếu nè. Bà này bà kêu cái gì hiểu không mà trời, bà gai mày chơi gì hiểu không trời. Vậy nó mới lạ đúng không? Lạ gì? Lạ gì đó? Lạ đó, trong này cũng có một đứa em lạ đó nựng má. Thì đó. Thì phổ cái kia thì nó là ghen rồi. Rồi. Nút trà lươn. Tôi bảo. Bảo các bạn chúng ta mình đừng có làm heo. Vuốt tóc người kia bên. Vuốt tóc không có nắm đâu. Trời ơi. Vuốt tóc có nắm đồng cho mình. Mở chân chân. Bước lại người kia bên. Rồi ngồi chia tay cưng bóp dai rồi. Giờ á ai mà ở cái bên á mà thấy người nào uống trà sữa mỏ chu chu á tán cái bóp như mỏ. Rồi tôi bảo. Ai mà
tôi bảo các bạn kêu lớn, ông Hùng ơi. Ông Hùng ơi nát tôi. Đó, tôi bảo các bạn kêu ông Hùng ơi lớn hơn. Ông Hùng ơi nát tôi. Tôi bảo các bạn kêu ông Hùng ơi lớn lên nữa. Ông Hùng ơi nát. Tôi bảo các bạn kêu Quang Hùng ơi em. Ông Hùng ơi. Ơi. Tôi bảo các bạn kêu lớn My đâu? My đây. Tôi kêu các bạn kêu lớn My đâu? Oh tôi kêu các bạn, tôi bảo các bạn kêu lớn My ơi chơi trà sữa. Có dễ không vậy em? Có lại đây. Rồi bây giờ thì chắc là các bạn chúng ta là rất là vui rồi. Bây giờ tôi bảo các bạn chúng ta ai tôi bảo các bạn nhắm mắt lại đừng nhắm tôi bảo rồi ta có rồi nhắm mắt giữ yên nha tôi bảo các bạn di chuyển chạm vào tôi di chuyển phía trước chạm vào tôi đang trong lúc nhắm mắt ai chạm đầu tiên đã có rồi dừng lại cảm ơn chị Thỏ nhá chị tôi sẽ chọn ra 5 người. Tôi bảo các bạn về vị trí cũ. Cảm ơn Thu Nguyễn. Xếp hàng. Rồi, dừng lại hết. Xếp hàng vào em. Ok. Xếp hàng đi. Rồi, đã đủ về vị trí cũ. Rồi, mở mắt được rồi. Rồi, đứng yên. Rồi, đứng yên, cô đưa cho phiếu. Cô ơi, cô cho em lên lấy luôn. Xếp hàng vô mấy đứa. Mấy em ơi, mấy em có trà sữa.